បាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនអំពីចចាមអារាមប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងគួរចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាទទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានក្លឹបបាល់ទាត់ធំៗលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនមានតារាបាល់ទាត់ល្បីៗជាច្រើនមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលលេងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបន្តថាទ្វីបអឺរ៉ុបបាទមានប្រទេសអ្នកមានច្រើនហើយមានក្លឹបដែលសម្បូរលុយច
và club Everton trở bàn Rika tha bàn tiêm lệch nào rồi hỏi đồng bấy Snell song chơi Deli Ali đã cùng sang miền ở các bàn cho lên ở club Tottenham Hotspur làm cả đồng loạt được bầu Jose Mourinho là đồng loạt được cả thay vì vòng phải vì vòng mà phải mùi ní bàn được Bale đã tiếp xa tê trở bàn bao kiệt thay nơi khai mà cả đá vì vòng mà phải mùi khẳng một ní Ali từ tu bàn ở các cho lên tại Premier League bàn nóc và các đồng cả của Smart Crystal Palace cả vì dục ngày ở tết và trong sập đá ní ai bậc kịch tăng bị đam ra đời cao máu và sai bầm ra bị dục chuẩn bị cho ông lê vây mà phải buôn trên năm đồng ní khó khăn cho lên không chỉ mới đó đồng môi nhận là bóng tràn được quân mạnh tên tăng bị cao chăng Everton môi tuần sau nông ca của quân bạc trạ Premier League 1 và ở tam ca chấp sai là bỏ The Mirror bàn ở đăng thả Everton của bóng rộng trạm ở ca không ca cho cha T Ali rưu cỏ Harry Wing và từ Goodison Park và nơi nông khai mà đã khẩu mục mùi tiết cư Sami Khedira bác sai bóng ra chân nào mùi rùm để miếng bỏ sau tràn và chỉ tất cả và cái là cô Real Madrid và những chỉ sản phẩm trong chuẩn bị cho Alman phần lúc và khi ra nơi Juventus ra đời càng lý toàn bán lên sau hay bụng thật nông chủ mưu được lúc Andre Pelote và hay tam là bài ca bàn Rika Thá và club Everton là mình lúc Alo Ancelotti chiến nhẹ chất cá và nâng thật phương ca cho mỗi nâng khi ra nơi Juventus bạn đừng có bước đặt tẹo tôn cái này chỉ muốn nâng Khedira và Khedira như vậy thay cái chọn mà lên ở Premier League hay cái bản tẹo tôn chỉ 100 chỉ muốn nâng lúc Ancelotti và buồn nè tầm pin đang miên tầm nè tầm nông lo chỉ mùi khí nữa bạn sai mà ra với Sam sẽ bay cho nam rung đi bạn prep sa por miên ở lòng bill tha kê nâng lục an sơn tị và tẹt tôn khí hay cái trong phạm mà lên ông lên được khai mà ra cả một nứng để biết được cách sân giao và kê cho mùi anh chú vân tư sport cầm nọt và đồng bấy miên là cả lên bạn trả anh chương nơi dù vân tư phóng và chú vân tư đã phải cho bón sơ bộ và sai mà ra gà đá trả nè nè bạn mùi tiết bà lục Zinedine Zidane và nè chất ca bà Real Madrid bàn giấy tha Isco xâm rạp lục cứ thất không cùng ruộng của mình đang chạy sải và cái là co Espanh đúng đi và mình sẽ bán châu lên không cả một cuộc thông thông thế hay là cả một cuộc sầm khan bảo hờ Real Madrid không là được cả pi pon mà pay mối đi và Isco bán plat pi Malaga một châu rùm Real Madrid tăng tại pi pon đập bảy và của mình tái bùng sơ chia mặt Jack Snow là không cầm thế hay tam cả sải bảo mà cá và cái là co pay bảy trăm năm đúng đi có vùng đại đội cho đội chân nhau ấy có vùng đại sải đội thành nôm thay mấy nữa khai mở ra không một bạn mỗi tiết và phép bọn tình năng club Tottenham Hotspur đã và tự bàn và website Tudo Feature Days bàn Rika Tha của bộ đại phía xa cho mỗi Juventus và chung bình cả tê là có Paulo Dybala và Paulo Dybala ní tự bàn phía chuộc nâng cả tê một Tottenham Hotspur tăng bị lộ Mauricio Pochettino nơi trên đã chất cả mấy phụ thà chi chung chiếc đã dòng tin đôi khí niệm và lời nâng tự bàn Rika dự thông mây tha đời xa tại và cái là cô Dybala cũng sẽ thật trong chúng mình mỗi ngày đầu bóng rồi bóng Andre Pirlo nơi Juventus chẳng và Tottenham Hotspur nó cũng bị chán là chọn vô Dybala màu Spur và ai cao biết ở đây cái đây còn tới menu của Tam tinh khả năng đây Dybala mà tại tìm phát Dybala đôi chất và mình màu menu wing và mỗi tiết đây xa tại cái là cô Gareth Bale hay Carlos Vinicius nó có chỉ cái là cô để lên được cái nhà chơi đá chẳng và tập bị phát cái nhà tới hai giờ buổi kia tập được club đam bính dẫn thời ca cầm lăng và dịch và tham tiết hai con nút đi bà lá rồi ban mới khuyên chỉ chuẩn bị được mua được bà Spurs và xem ra nơi ai bà tây bà rang ở đâu vĩnh bà Memphis Depay bà Memphis Depay đã chia sai và dịch chuẩn bị chiếc hoa lớn hay đang chia sẻ chất Lyon và cầu lông máu tới ban Rica Tha Lu Corona comment bà tây tạ cùng cô chuẩn bị chiếc hoa lớn đại cầu bóng đại vùng bắc Barcelona nó chọn vô từ tam nơi Barcelona đây và ở lớn nên tập đoàn Rica Tha Paris Saint Germain đại diện club của chơi rum lịch và rằng là Lyon nó chào đón trong ban đi phái và đi bật tam Carica Pilar Parisian hai bộ phốt đá ban vậy tha cái là có PSG chọn ở đi phái chập đại cụ bây giờ chỉ muốn âm bập bề và đi phái và đội ban của mỗi club bị ca lên đã buôn đòn ở Lyon nơi không được được cả Pipon mà phải Pipon phải mỗi ní hai cái sinh nhật bảo kế và chỉ muốn Lyon và nơi support phép đó đồng này được cả Pipon mà phải Pipon mà phải mỗi ní ក្រៅពីឌីផាយបាទខ្សែមារ៉ាបរាំងកីឡាករហូសេមអាអ៊ូរបស់លីយ៉ងក៏ត្រូវបានរីកាថាជាគោលដៅរបស់ក្លឹបដតីដែរបាទគឺក្លឹបអាសេណលបាទដែលជាក្លឹបរបស់អង់គ្លេសកំពុងតែដណ្ដាបបាទកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបាទត្រូវបានរីកាថាអាសេណលចង់បានហើយបានចរចាគ្នាកាលពីរដូវក្រោយកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែ
ការផ្ទេរបាទបានបរាជ័យហើយក្រៅពី Arsenal ឥឡូវនេះ PSG ក៏បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍បាទលើ Hassem Aou ដែរបាទ Aou ដែលជាប់ក្នុង Team of the Tournament ក្នុងពាន Champions League បាទរដូវកាល 2019-2020 កន្លងទៅបាទមួយទៀតចុងក្រោយបាទគឺក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal បាទត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបដូចជា Leicester City និង West Ham United បាទក្នុងការផ្ទេរបាទយកកីឡាករវ័យក្មេង Amadou Diawara របស់ក្លឹប Roma បាទនេះបើតាមការផ្សាយបាទរបស់សារព័ត៌មាន La Roma 42បាទរីកាថា Roma ក៏ត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការលក់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះដែរក្នុងតម្លៃ15លានផោននៅក្នុងខែមករាខាងមុខហើយមានក្លឹបអង់គ្លេសដូចជា Arsenal Leicester City ហើយនិង West Ham បាទចង់បានបាទហើយបន្ថែមលើនេះពិសេសសម្រាប់ West Ham បើសិនបើក្នុងករណី Declan Rice ចាក់ចេញព្រោះថា Declan Rice បាទមានសម្រាប់បារម្ភពីក្លឹបផ្សេងៗជាច្រើនដែលចង់បានកីឡាករអង់គ្លេសវ័យក្មេងវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបាទ